Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn gương về một đoàn viên khởi nghiệp từ mô hình nhân giống hoa phong lan bằng nuôi cấy mô ở xã Nam Dòng. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với sự đam mê cây phong lan từ thời còn học phổ thông, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Trần Liên Hiệp ở thôn 6 xã Nam Dòng đã bỏ phố về quê để lập nghiệp với mô hình nhân giống phong lan bằng phương pháp nuôi cấy mô, ghi nhận của phóng viên thời sự. Anh Trần Liên Hiệp, sinh năm 1994, năm 2016 tốt nghiệp với bằng cử nhân chuyên ngành công nghệ sinh học tại trường Công nghệ Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng anh Hiệp không ở lại làm việc tại thành phố như bao sinh viên khác, mà anh đã chọn con đường về quê hương Nam Song để lập nghiệp. Nhận thấy nhu cầu chơi hoa phong lan của người dân trên địa bàn huyện Chư Rút và các địa phương lân cận ngày càng cao. Trong khi đó, số lượng phong lan trong rừng ngày càng bị khai thác cạn kiệt. Một số loài lan quý trước nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, với sự hỗ trợ của gia đình và vay mượn thêm, anh Hiệp quyết định đầu tư phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật để nhân giống, lai tạo các loại phong lan. Cái định hướng khởi nghiệp thì đã nung nấu ở trong lúc đi học, cũng như là sau khi đi làm 1 năm, 2 năm, hai vợ chồng cũng muốn là về nhà để phát triển kinh tế của địa phương. Bởi vì ở địa phương thì nó có nhiều cái định hướng để phòng mô nó phát triển, một số định hướng của cái địa phương mình thì cần nhiều một số dòng lan, một số dòng cúc, một số dòng cây ăn trái này nọ. Mà phương pháp nuôi cấy mô thì hiện nay nó đang là cái phương pháp mà nó vừa sạch bệnh, có chơi quay con mà nó vừa là có hệ số nhân giống cao, giá trị thì nó rẻ hơn so với một những phương pháp phổ thông truyền thống. Thì mong muốn là về địa phương để vừa làm giàu cho bản thân cũng làm giàu cho địa phương. Với những kiến thức công nghệ sinh học đã được học từ trường đại học, anh Trần Liên Hiệp đã áp dụng vào công việc nhân giống hoa phong lan và bước đầu cho kết quả đáng khích lệ. Theo anh Hiệp, quá trình lai tạo giống cần phải kiên trì. Một số loài lan sinh trưởng trong tự nhiên đã khó, để phát triển trong ống nghiệm còn khó hơn, phải tạo môi trường phù hợp cho cây sinh trưởng. Không ít lần trong quá trình lai tạo, anh kiểm soát không cẩn thận một số công đoạn, cho nên đã dẫn đến thất bại. Em cũng mong muốn là mô hình của bản thân thì nó là mô hình theo kiểu mà nông nghiệp công nghệ cao thì nó khá tốn kém trong vấn đề máy móc. Thì em mong muốn là mình có những cái chính sách hỗ trợ của địa phương về hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ về cái máy móc này nọ, thiết bị để mình có thể mà giảm thiểu cái vấn đề cái gánh nặng của hệ thống máy móc này. Bởi vì nuôi cái mô thứ nhất cần kiến thức, thứ hai là mình cũng phải có nền tảng kinh tế nhất định thì mình mới dám bắt tay vào để mình làm hệ thống máy móc rồi xây dựng nó để nó hoàn thiện, rồi còn phát triển quy mô nó ra những cái bước sau như kiểu ra vườn rồi làm nhà ươm này nọ nữa. Dạ. Cũng mong muốn là nếu chính quyền địa phương có thể hỗ trợ theo kiểu vay vốn lãi suất thấp thì có thể là thúc đẩy mạnh cho những bạn trẻ khởi nghiệp, các bạn trẻ có thể là khởi nghiệp mạnh ở những cái hướng khác. Theo anh Trần Liên Hiệp thì do mới khởi nghiệp nên vẫn còn rất nhiều khó khăn, nên bước đầu anh chỉ hợp đồng với một số nhà vườn trong huyện theo đơn đặt hàng. Theo đó, các nhà vườn có một số dòng lan quý sẽ đưa cây giống đến để anh Hiệp tách phôi và tiến hành nhân giống trong phòng thí nghiệm. Sau khi trải qua các quy trình thì tính từ khi tách phôi đến khi đưa cây giống ra môi trường chăm sóc mất khoảng 7 tháng. Đây là mô hình nhân giống phong lan bằng mô tế bào đầu tiên ở huyện Chư Rút. Mô hình khởi nghiệp này được Đoàn Thanh niên xã Nam Song thường tổ chức cho đoàn viên thanh niên, học sinh đến tham quan, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, lập thân lập nghiệp với mong muốn sẽ góp phần nhỏ định hướng, lan tỏa niềm đam mê làm nông nghiệp đến với mọi người. Trong thời gian tới thì với mô hình này thì có thể là đồng chí Hiệp trước mắt thì hiện tại thì đang phát triển nuôi cây lan, nhưng mà sau này thì nhiều cây trồng khác mang lại kinh tế cho địa phương. Qua đó thì đồng chí Hiệp cũng các đoàn viên thanh niên trong xã thì có thể học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu. Trước mắt thì nó là mô hình nhỏ thôi, nhưng mà có thể lan nhân rộng ra, sau này nhân rộng ra thì có thể tạo công việc nhà làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương. Chăn trở với hướng đi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, anh Trần Liên Hiệp cho rằng địa phương cần có cơ chế ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên bước đường khởi nghiệp.
nhà nước cần có cơ chế phù hợp để khuyến khích các nhà khoa học trẻ có những đề tài mang tính hiện thực cao, hiệu quả, nhất là những đề tài áp dụng sản xuất công nghệ cao vào trong nông nghiệp. Trẻ đam mê, đầy nhiệt huyết với những kinh nghiệm của mình, thanh niên Trần Liên Hiệp đã và đang ấp ủ nhiều dự định cho thương hiệu nhân giống hoa phong lan, cũng như tâm huyết với những dự án áp dụng công nghệ nhân giống này trên các loại cây trồng khác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Rút đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.